Thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Từ năm ngoái là cái cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ngày 30 tháng 11 và nó đưa tới cái việc thay đổi chính quyền, chuyển đổi trao tay cái quyền hạn từ đảng Cộng Hòa đi sang đảng Dân Chủ. Thì đây là một cái... có thể nói là một cái giấc mộng hay là có thể nói là một cái ước muốn của chính quyền đảng Cộng sản cũng như là cái giới lãnh đạo của đảng Cộng sản, nhất là cái tập đoàn của ông Tập Cận Bình. Thì từ trước tới giờ không có cái gì mà là một cái cơn ác mộng mỗi đêm cho cái những người lãnh đạo của chính quyền Trung Cộng khi mà nghĩ rằng chính quyền ông Trump vẫn tiếp tục ở cái nhiệm kỳ thứ hai. Và khi mà đã cái việc ông Trump không còn thành công trong cái việc ngồi lại chính quyền ở cái nhiệm kỳ thứ hai thì ông Biden lên, thì cái những cái ước mơ của những nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc, họ nghĩ rằng là họ sẽ trở thành sự thật. Và họ bắt đầu có những cái phản ứng hoàn toàn mới, những cái phản ứng mà trong 4 năm qua hầu như họ muốn có phản ứng nhưng mà họ không làm được ở dưới chính quyền của ông Trump, là cái việc họ lên tiếng cảnh cáo Hoa Kỳ là không có được làm gì thì làm nhưng mà không có được đụng tới hai cái điều tối kỵ của chính quyền Trung Cộng. Thứ nhất là vấn đề Hồng Kông, và vấn đề thứ hai là người ta nói là chính quyền Trung Cộng nói rằng là chính quyền Hoa Kỳ không được vượt cái lằn ranh đỏ Đài Loan, có nghĩa là không được quyền tiếp tục ủng hộ Đài Loan như là cái quan điểm chính trị của chính quyền ông Trump. Và kế tiếp thì là tới cái vấn đề chủ quyền tại Đông Hải, mặc dù cái này nó không còn là một cái vấn đề quan trọng, và chính quyền Trung Cộng trước đây được đưa khăng khăng lúc nào cũng lên tiếng là phải bảo vệ cái đó lúc này. Nhưng mà kể từ sau khi chính quyền của ông Trump thì những cái quyết định mà bảo vệ cái khu vực Biển Đông của Trung Cộng nó nhẹ đi và nó có tính cách hòa dịu hơn, và lúc nào Trung Cộng cũng đưa lên một cái điều kiện là sẽ giải quyết bằng luật lệ hàng hải quốc tế. Và sau cùng là tới cái vấn đề nhân quyền tại Tân Cương. Thì trước khi mà ông Biden chưa có ngồi nóng đít ở trong cái tòa Bạch Cung thì chính quyền Trung Cộng, kể cả Ngoại trưởng Vương Nghị cũng đã lên tiếng, hay là Quốc vụ Khanh Vương Khiết Trì cũng đã từng lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ, đặc biệt là chính quyền Biden, là không có được đụng chạm tới những cái quyền lợi tối hậu của Trung Cộng. Mới đây thì cái việc mà đảng Đại hội Quốc hội cũng như cùng với Đại hội đảng của chính quyền của Trung Cộng được thực hiện thì ông Đặng Tiểu Bình đã đưa ra cái đường lối, tức là làm thế nào củng cố cái địa vị của Trung Cộng trở thành một cái cường quốc vào năm 2025, là nền kinh tế của Trung Quốc sẽ phải đứng đầu ở trên thế giới. Đó là những cái ước mơ. Nhưng mà các cái nhà phân tích về quân sự cũng như là về chiến lược thì người ta nói rằng là Trung Quốc, tức là Trung Cộng, chính quyền Trung Cộng còn lâu lắm mới có thể theo kịp được những cái khả năng quân sự như là Hoa Kỳ, và Trung Cộng cần phải gia tăng cái ngân sách về quốc phòng thì hòa mai mới có thể theo đuổi kịp được những cái lợi thế về quốc phòng của chính quyền Hoa Kỳ. Vâng, chúng ta để ý tới những nhà nghiên cứu về quân sự cũng như là về kinh tế của thế giới đó, thì người ta nói, và nếu nghe người ta nói như thế thì mình có vẻ mình rất là tin tưởng, vì người ta nói rằng
nếu mà thực sự nhìn một cách bình thường thì rõ ràng là Trung Cộng phải một thời gian lâu lắm đấy mới có thể bằng Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta biết một điều là Trung Cộng đâu có cần phải dùng cái võ khí để mà tấn công Hoa Kỳ. Trong cái thời kỳ bầu cử vừa rồi đó, không có dùng võ khí tí nào cả, không có một tốn viên đạn nào cả, mà Trung Cộng đã tạo nên cái điều kiện để cho cái người ở bên Mỹ đắc cử tổng thống mà có lợi Trung Cộng rất nhiều, đâu có tốn viên đạn nào đâu. Và bây giờ đâu có tốn viên đạn nào mà vẫn có thể loại ông Donald Trump trong kỳ vừa rồi, mà ông Donald Trump là con gáo đối với đại Trung Cộng trong suốt thời gian vừa qua. Cho nên nếu mà mình nghĩ rằng chỉ cần súng đạn không thì dĩ nhiên là Mỹ hơn, nhưng mà Trung Cộng có đủ khả năng để mà có thể xen vào cái nội bộ của Hoa Kỳ, lấy lên những tài liệu để có thể có được dập khuôn những cái phương tiện về võ khí giống như Hoa Kỳ hay là của Nga. Chuyện đó nó không khó. Và đồng thời chúng ta biết một điều là không có một cái súng đạn nào cả, mà Trung Cộng gài một cô tình báo nhẹ nhàng thôi vào trong cái ủy ban tình báo ở trong cái của bà Pelosi một cách quá dễ dàng. Vậy thì những tất cả những cái đó nó có thể, nó nếu mà nhìn vào nhìn cái giá trị tài chính nó nhiều vô cùng. Đó là chưa kể hiện nay bây giờ Trung Cộng đang nắm một số các quốc gia Tây phương. Chúng ta thấy rằng các quốc gia Tây phương mang tàu nó kia tới Biển Đông, nhưng mà mang là một chuyện thôi, nhưng mà Trung Cộng đâu có đánh nhau bằng, đâu có sử dụng cái võ khí để đánh nhau với các quốc gia Tây phương đâu. Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta biết rằng thời gian ngắn, nhưng sau mà này về phương diện chiến lược thì những cái hình thức mà về vấn đề quân sự hay là những cái sự liên kết đồng minh giữa các cái quốc gia Tây phương hiện tại bây giờ, cũng như là cái khối SQUAD, tức là cái khối ở tại Thái Bình Dương gồm có 4 nước Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ và Úc Đại Lợi, nó cũng tạo một cái thế lực về vấn đề chính trị và ngoại giao, làm áp lực cho chính quyền Trung Cộng nhé. Đối với lại những cái quốc gia đó thì nhìn vô đó thì nó là một cái thế liên minh, nhưng mà tất cả các quốc gia ở đó như là Úc rồi Ấn Độ, Mỹ và Nam Hàn chẳng hạn, Nhật Bản, thì nó gọi là đồng sàng di mộng, cùng trong một cái thế liên minh, nhưng mà mỗi một cái quốc gia nó có một cái thế khác nhau. Cái đó là đối với Âu Châu phải không ạ? Đối với Âu Châu thường, và đối với bốn cái nước kia thì cái quyền lợi nó tương đối, nó tương đồng so với Hoa Kỳ. Cũng có một phần, nhưng mà một phần nữa đó, chúng ta nhìn lại chẳng hạn Úc Châu đó. Trước đây trong cái thời gian mà trước thời kỳ ông Trump đó, thì Úc Châu gần như là Trung Cộng đã xen vào nội tình của Úc Châu rất là nhiều, và khiến cho Úc Châu dễ dàng có thể bị ảnh hưởng bởi Trung Cộng để mà có thể thay đổi và không có cùng với lại các quốc gia trong khối quát một cách rất là tích cực. Đó là cái mà chúng ta nhìn thấy. Và khi mà chúng ta nhìn thấy như thế đó, thì cái chính sách của ông Tập Cận Bình nhưng mà nhất quán. Nhưng mà vấn đề chính sách của ông Tập Cận Bình, người ta cũng thấy rằng là càng lúc thì nó cũng có những cái điểm tiêu cực chứ nó không phải những tích cực. Mình, thứ nhất là mình chưa nói. Đối với công luận thế giới bây giờ, người ta nhìn nước Tàu là người ta thấy nước Tàu là một cái nước nguy hiểm. Bây giờ mình chưa về phương diện, về đủ mọi phương diện. Mình chưa nói cái tiêu cực của Tàu vội. Cái tiêu cực của Tàu là ngay trong nội tình của Trung Cộng ấy. Ví dụ như là chúng ta nói Tây Tạng, chẳng hạn Tân Cương, chẳng hạn như là Hồng Kông, chẳng hạn như là bên Đài Loan ấy, thì tưởng là vậy, nhưng mà những cái quốc gia, những cái phần đất đó sẵn sàng có bầm nổi loạn. Đó là chưa kể ở trong nước Tàu đó, có những phần tử mà từ trước đây ông Tập Cận Bình chèn ép nó. Bây giờ hiện tại ngay cả như bây giờ cái ở tại Miến Điện chẳng hạn, Myanmar chẳng hạn, cái biến cố Miến Điện Myanmar từ hồi tháng trước bây giờ nó trở thành một cái ung nhọt của Trung Cộng. Bây giờ dân chúng càng đứng lên chống đối chính quyền quân Việt của Miến Điện. Cái đó là điểm yếu đó. Bây giờ mình nói điểm mạnh. Bây giờ cái điểm yếu đó, cái điểm yếu thì chúng ta biết rõ một điều là bây giờ Miến Điện nó như là khúc xương nuốt và khó, mà chúng ta cũng biết rõ một điều là cái người dân Miến Điện ấy, khi mà dưới thời của bà Aung San Suu Kyi đó thì người ta ok, nhưng mà bây giờ dưới thời của quân đội ấy, mà quân đội lại theo cái trời rồi đàn áp, khiến cho người dân Miến Điện người ta lại chống tàu nhiều hơn nữa. Cái đó là cái điểm mà Trung Cộng gặp khó khăn. Hiện tại bây giờ Trung Cộng ở ngoài cái biên giới Trung Cộng thì Trung Cộng chưa bao giờ mà
mặc dù Trung Cộng như anh nói đã thành công trong cái vấn đề mà có thể nói rằng là đã giúp đấy cho là phần, chính quyền dân chủ trở lại nắm chính quyền ở Hoa Kỳ, nhưng mà ngược lại thì những cái tình cảm và những cái sự của tất cả những, không phải chỉ có người dân Mỹ không, mà tất cả nhân dân trên thế giới đều nhìn người Trung Cộng như là một cái ung nhọt. Với lại thế này đây, và cái đó không bao giờ nó có thể xóa nhòa được ở trong cái tâm khảm của những cái người mà nếu mà trong gia đình họ đã có những nạn nhân chết vì Covid chẳng hạn. Với lại thế này nữa, khi mà Mỹ có vẻ như là không còn mạnh, ví dụ Mỹ còn mạnh thì Ấn Độ không còn trông vào Mỹ nữa, người dân nước Ấn Độ và dân Ấn Độ phải cố gắng vượt lên để có thể đối đầu với Trung Cộng. Và hiện, hiện tại bây giờ Ấn Độ coi như là đây là một cái cơ hội để cho họ có thể đứng vùng lên, cố gắng tối đa đó. Ngay cả bây giờ nói gì, ngay cả chính quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ cũng đây cũng là một cái cơ hội mà để cho họ có thể mà họ đu dây nghiêng một phía về phía bên thế giới tự do, tức là phía Hoa Kỳ. Về cả Nhật Bản đúng không? Vâng, về cả Nhật Bản. Tại vì bây giờ Nhật Bản là tất cả cái khu vực mà hồi xưa Hoàng Sa, Trường Sa, tàu được Việt Nam đi đánh cá thì bị tàu Trung Cộng đụng cái này kia, bây giờ những cái đó nó không còn nữa. Bây giờ Nhật Bản ấy, bây giờ mỗi ngày nó đều có tàu đồng minh nó đi ngang, đi qua đi lại ở cái trên cái khu vực Biển Đông, phải không? Hoàng Sa, Trường Sa. Với lại Nhật Bản thấy rằng trong tương lai nếu mình không vượt lên ấy, mà mình chỉ cần trông vào cái dù nguyên tử của Mỹ thôi, thì tàu sẽ sơi tái Nhật Bản. Thì đúng, nước Nhật sẽ phải cố gắng chứ. Đúng. Cái đó là bây giờ tôi không che chở. Ngoài ra thì Trung Cộng vẫn còn những cái mà nó có thể nói là những cái nói theo chủ nghĩa cộng sản là những cái mâu thuẫn nội tại. Ok, thứ nhất là cái hơn một phần ba dân số tàu bây giờ ở cái tuổi từ 65 tuổi trở lên, nó trở thành một cái gánh nặng. Ngày hôm nay ở trên tờ South China Morning Post nói rằng bây giờ chính quyền Trung Cộng muốn những cái người phụ nữ tàu đó phải đẻ con nhiều hơn và phải sử dụng để cho chính quyền Trung Cộng sử dụng cái nhóm con nít đó, bây giờ đó nó trở thành một cái lực lượng lao động trẻ trong tương lai. Nhưng mà phụ nữ ta bây giờ có tiền, có giàu có và nó có cái quan điểm hết còn ông Khổng Tử ngồi ở trên cái vai của mấy bà đó nữa, thì bây giờ bà không đẻ, phải không ạ? Chủ trương không, hồi xưa đó Mao Trạch Đông bắt không đẻ, bây giờ mấy bà không cần có Mao Trạch Đông, mấy bà cũng không muốn đẻ, thì nước Tàu nó sẽ đi tới cái tình trạng giống như Nhật Bản, tức là cái số người dân trẻ ít hơn cái số người dân già, và cái đó nó là một cái gánh nặng xã hội đó. Hả? Gánh nặng xã hội, gánh nặng xã hội, phải không ạ? Và nó là một cái không những cái gánh nặng xã hội mà nó còn gọi là một cái gánh nặng của quốc gia luôn. Và thêm điều này nữa là chính ở bên tàu đó có rất nhiều phần tử muốn chống lại. Một trong những phần tử muốn chống lại, đi ngược lại cái đường lối của ông Tập Cận Bình ấy, đó là Jack Ma. Yeah. Vâng, vì nghĩa là vừa mới ngoi lên cái ông tàu chặt liền. Thì đúng, tại vì vấn đề là những cái người mà tư bản đỏ, mà tư nhân đó, từ trước giờ của Trung Cộng đó, họ nghĩ rằng là họ vẫn đứng ở cái vị thế thứ yếu, và chính quyền Trung Cộng, đảng Cộng sản Trung Hoa vẫn yểm trợ cho các cái quốc gia quốc dân, được coi như là đó là một cái động lực kinh tế tối ưu nhất hết là các cái quốc dân. Thành ra khi mà ông Jack Ma mà đưa ra cái việc mà gọi là mobilize, tức là vận động vốn đầu tư của tư nhân đó, mà cái đó nó hấp dẫn người dân Trung Cộng rất là nhiều, là bởi vì người dân Trung Cộng cái vấn đề mà để dành tiền rất là cao, cái tỷ lệ để dành tiền rất là cao, mặc dù họ nhiều khi họ rất là nghèo, nhưng mà khi mà họ đầu tư vào bằng mua stock của những cái công ty tư nhân đó, thì buộc ông Tập Cận Bình ông phải vẽ cổ ông Jack Ma là cái chắc rồi, đúng không ạ? Công ty Alibaba bây giờ nó còn lớn, không có, nó còn sợ nó còn lớn hơn là cả Amazon nữa. Và bên này chúng ta để thấy có những thành phố đó, những thành phố bây giờ nó giàu quá rồi, thành ra giữa thành phố giật giàu ở bên Duyên Hải như là Thượng Hải chẳng hạn, với lại những thành phố bên trong nó anh phải kể nhau. Anh phải kể Thiên Tân, ừ, phải không ạ? Vâng, nhiều lắm. Thiên Tân, Thượng Hải nè, phải không? Phúc Kiến, Quảng Tây, không? Quảng Đông, Quảng Đông Tây. Rồi đi xuống dưới, trong khi đó những cái vùng ở trong là gì? Thành Đô, phải không ạ? Tứ Xuyên, Vân Nam thì nó
nghèo hơn thì bắt buộc nó sẽ phải có một cái gọi lần hồi, nó sẽ trở thành một cái gì giai cấp, không ạ? Và trong tương lai ấy, chúng ta thấy là ông Tập Cận Bình không phải không nhìn thấy, ông nhìn thấy chứ, nhưng mà cái sự phát triển của Trung Cộng nó không có đều, và nó sẽ có thành phần giàu và thành phần nghèo, và trong tương lai đó là cái đó là cái chính sách, và ông Tập Cận Bình ông muốn cái chính sách gọi là xóa đói giảm nghèo, nói theo Việt Nam là xóa đói giảm nghèo, tức là ông muốn là tới năm 2025 là cái những cái người nghèo nhất ở Trung Cộng hoàn toàn bị xóa bỏ đi. Nhưng mà cái đó nó là lý thuyết thôi. Mình tại sao nói lý thuyết, chúng ta biết được này này, cái thời gian kinh tế Trung Cộng gặp khó khăn thì ông thủ tướng của bên tàu đó đã đề nghị rằng làm sao cho người dân có thể buôn bán, chúng ta gọi là đầu rừng xóa chợ. Lý Khắc Cường hay là trước đó Lý Khắc Cường là để có người dân buôn bán ở ngoài đường số. Đúng. Thay vì khi mà phát triển thì cái đó là giới tiểu thương, phải không? Vì giới tiểu thương phải có một cái giống như siêu thị, thì bây giờ bán dọc đường đẩy xe đi, giống như là nó như thế, tính gọi là swap hết. Vâng. Không có, nhìn vào như thế chúng ta thấy rõ ràng là cái xã hội Trung Cộng ấy, muốn nói là vượt Tây phương chứ đừng nói vượt Mỹ, nó cũng khó, rất là khó chứ không dễ. Mặc dù là chúng tôi vẫn trình bày cho quý vị những cái điểm mà nó là ưu tiên, ưu điểm, nhưng mà nó có những cái điểm gọi là điểm chết ấy. Chính điểm chết đó khiến cho chúng tôi đã có nhiều lần, và một lần trong cái thời gian gần đây ấy, chúng ta đã trình bày là có thể trong tương lai cái thiết bản đồ có nghĩa là 5 con chim ấy, trong đó con chim trắng cuối cùng ấy là con chim Tập Cận Bình sẽ có thể gãy gục trong cái trên con đường chính trị, có nghĩa là chế độ Trung Cộng có thể bị sụp đổ. Cái chế độ người, cái vấn đề mà hồi trước tới giờ mà nhiều người ta tiên đoán cái chế độ cộng sản Trung Cộng nó có thể nó sụp đổ, nó không sụp đổ bằng một cái cuộc cách mạng đổ máu, nhưng mà nó có thể nó sụp đổ bằng một cái sự thay đổi cái quan điểm, là bởi vì hiện tại trong hơn 3 cái thập niên qua đó, kể từ khi mà ông Đặng Tiểu Bình kéo dài qua cho tới Tập Cận Bình, đã có cơ hội tạo cho nước tạo một cái thế hệ mà có thể nói rằng là cộng sản ghét nhất là thế hệ tiểu tư sản, phải không ạ? Nhưng mà cái thế hệ tiểu tư sản ở tại Trung Cộng nó phát triển nó quá nhanh, và cái thế hệ đó nó được đi du học ở ngoại quốc, nó được hấp thụ nhiều ấy, và họ nghĩ rằng là cái chủ nghĩa cộng sản nó không còn thích hợp với cái đời sống của sinh hoạt hàng ngày của họ nữa. Đó là lý do tại sao mà bây giờ tư tưởng của Tập Cận Bình trở lại gần giống như là tư tưởng của Mao Trạch Đông, có nghĩa là tất cả cái sự phát triển kinh tế của Trung Quốc là phải do tập đoàn của đảng lãnh đạo. Vâng, đó là lý do mà chúng ta nhìn thấy là mặc dù ông Tập Cận Bình đưa ra một cái chiêu bài gọi là ngàn nhân tài, có nghĩa là đi các nơi học ăn cắp những cái hay của người ta mang về, thì dĩ nhiên là có một số chuyên viên khoa học kỹ thuật thì người ta sẽ làm như thế, nhưng mà sẽ có rất nhiều những người đi sang Mỹ, đi sang Pháp, đi sang Âu Châu học những cái tư tưởng gọi là tư tưởng tiến bộ thực sự, người ta về trong đất nước của mình và người ta có thể thấy rằng cái tư tưởng của ông Tập Cận Bình là một tư tưởng mà nó không có cái lập trường, và cái tư tưởng đó nó không có phù hợp với Trung Cộng nữa, và chính những người đó là cái mầm mống sẽ đưa ra sự thay đổi ở bên Trung Cộng. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề.